Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn là một cái động cơ xăng 125cc 4 số tiến tự động. Sở dĩ cái này cũng đăng lên là bởi vì nhiều khách hàng mua hàng thì muốn có một cái hình ảnh thực tế, thì bên em đăng lên để cho các bạn tiện xem. Đấy, thì cái dòng máy này thì nó là máy Trung Quốc thôi, nhưng mà nó rất là sử dụng rất là hay. Cái số tiến lùi nếu như anh em mua về làm xe ba bánh thì nắp nó rất là vừa. Đấy, đây số tiến lùi 1 cấp 2 cấp lắp vào là vừa ngay các bạn nhé. Đấy, nó thì cũng chỉ nhỉnh hơn cái máy 110 một tí thôi, gần như là không có sự khác biệt lắm. Nhưng mà nó là bộ 4 số tiến và đặc thù của nó là giá thành rẻ, thì nó phù hợp với anh em mê chế độ xe thì sử dụng nó là rất tốt. Mình làm đồ mới thì bao giờ cái độ yên tâm nó cũng cao hơn là sử dụng đồ bãi. Thì đồ bãi thì nói đúng ra là những cái hàng cao cấp như của Yamaha, Honda ấy, thì các bạn sử dụng nó nếu như vớ được con ngon thì nó rất là bền. Tuy nhiên thì đã là hàng cũ ấy, thì không thể biết được là cỡ tốt cỡ nào. Đấy, đấy là chính là một cái mà khó khăn đối với người mua đồ cũ. Mình thì mình không có chê người sử dụng đồ cũ hay không chê người bán đồ cũ, mà bởi vì là đồ cũ thì bản thân người ta dùng rồi, người ta bán ra rồi, thì tốt hay xấu như thế nào thì chỉ có người dùng mới biết được, chứ còn bán qua một vài thợ rồi thì không còn đánh giá được cái độ tốt và độ xấu của nó nữa. Nhiều khi nó gần hỏng rồi nhưng nó chưa hỏng hẳn, các bạn mua về thì sử dụng được một thời gian thì nó mới hỏng. Đấy, thì nhiều khi là đồ hãng đấy nhưng cũng chưa chắc đã hơn đồ bãi, cũng hơn đồ tàu. Thì mình có một chút cái chia sẻ như vậy để cho các bạn là suy nghĩ tính toán. Mình thì nhiều lúc muốn bán cái đồ bãi đấy, nhưng mà thực tế là mình không có thời gian, bởi vì đã bán đồ bãi mà có tâm thì phải bỏ ra kiểm tra, để tránh những cái lúc khách hàng mua về sử dụng ấy thì nó lại bắt đầu hỏng hóc. Thì tốt nhất là mình cứ bán luôn đồ mới, nó không có bao giờ trục trặc cả. Độ bền thì đối với các bạn ham mê độ chế xe thì cứ chơi đến lúc xe chán thì cũng chưa chắc nó đã hỏng. Đây, ví dụ như nắp cái số của nó vào nó rất là đơn giản thôi. Đây các bạn này, nắp cái số lùi vào nó rất là dễ, nó gần như là vừa luôn. Đây các bạn nhé. Đấy, thả một cái là vào hết luôn này này. Đấy, đây là đối với cái số lùi bình thường. Đây, đấy, số lùi bình thường các bạn nhé. Còn đối với cái số lùi mà có số phụ cũng vậy thôi, nó cũng nắp nó cũng rất là dễ. Đây, mình sẽ nắp thử cho các bạn xem nhé. Đây, đây là cái số lùi có số phụ này. Đấy, lắp một phát là vào luôn các bạn nhé. Đây, đây là cái số lùi có số phụ này, lắp một phát là vào luôn này. Ốc này cũng trúng này, hai con ốc ở dưới này cũng trúng luôn này, và con ốc treo máy này cũng trúng luôn cả con ốc treo máy này luôn này. Đấy, các bạn lắp một phát là được cả ba con ốc luôn. Các bạn làm xe 4 bánh ấy, làm con 4 số côn tự động này thì là dùng rất là ok. Thì video của mình thì cũng chỉ làm ngắn gọn vậy để cho các bạn là được nhìn thực tế cái sản phẩm khi các bạn đặt hàng. Thì, tránh cái trường hợp là không nhìn được hàng trước khi mua thì nó cũng xảy ra nhiều cái vấn đề không ưng ý. Thì như vậy thôi, chứ không có cái gì là khác cả. Đấy, các bạn mua cái dòng này thì nó có cái hay là như vậy, nắp một phát là vừa luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh video của mình.
Các bạn xem video thì đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo khi có video mới đăng lên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mọi chi tiết đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Đấy, thì các cái loại phụ kiện của nó bên mình có hết. Chế, dây điện. Đây là cái chế của nó này. Đây là bộ dây điện này. Dây ga này. Dây ga thì các bạn thích loại dài thì bên mình có cả loại dài 2 mét cũng có. Đấy, thì các bạn làm nó rất là thoải mái. Video của mình đến đây là kết thúc.